Trong đoàn trên 10 người đến đây trước là thăm, sau đó là để đại diện mạnh thường quân ở các nơi gửi tặng một phần quà ông dùng lấy thiểu với bà con nha. Xin tặng ông thêm 2 chai dầu nữa. Ông gắng cố gắng giữ sức khỏe. Cuộc sống của mình nó khổ rồi, nhưng mà khổ về mặt vật chất tinh thần phải mạnh, mà để mạnh tinh thần là phải Nam Mô Di Đà Phật, mạnh lên tinh thần nha ông. Gắng cố gắng niệm Phật nha. Dạ, xin chúc sức khỏe ông. Nhờ hỏi ăn chay kỳ mới gửi ra, phải nói mà không ăn ngày nào là không có tiền rồi đó. Con đi nha. Dạ, cảm ơn. Đó, bà niệm Phật cho con nghe coi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn bà nha. Niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp nha cô, nên thành ra là ráng nhớ niệm Phật. Dạ. Nó 35 tuổi 7 người con nói vậy. Còn chút không à. Còn đứa lớn nữa. Nè, cho tiền mấy đứa mua kẹo nha. Mấy đứa ngoan ráng niệm Phật đi, chú qua cho tiền này kẹo, mua kẹo cho ai nha. Quá rồi. Hôm nay có Nhật theo là trúng mánh rồi. Ai vậy? Chú ơi, chú còn mỗi chú. Đấy cho mới có 35 tuổi mà tới 7 đứa con thì 7 năm lắm. Kính thưa vị, thì giờ này Ngọc Tâm cùng với nhóm tổng đạo Phật giáo Hảo ở Hòa Hảo với nhiều nơi quý vị đại diện cho Mạnh Thường Quân đi phát những phần quà ở Cồn Châu Ma. À, đây là hộ đầu tiên ở Cồn Châu Ma nha quý vị. Đây gạo đây. Đồng đạo đi khảo sát thực tế. Cố gắng giữ sức khỏe nha ông. Dạ. Có niệm Phật không? Đi ngoài đi thấy anh liền. Nãy đi ra rồi. Hả? Nhờ anh trai mấy đồng đạo mấy gửi quà đó, ông ăn mặn là không có đâu nha. Ông nói anh này anh giàu lắm, anh bên Phú Lộc gần thầy á. Mình dạ. Không có hết tiền qua nhà ảnh. Dạ. Chúc sức khỏe ông, con đi nha. Dạ, cảm ơn nha. Năm nay 7 mấy chưa? 76 rồi. Ông tính sống thì 99 không? Không có cuộc họ năm nay không nữa. Đức thầy gần về rồi. Gắn đi. Không, ta rầu tới đó. Dạ. Tới đó. Dạ. Dạ. Không có gì mà sợ tới đó. Dạ. Dạ. Kính thưa vậy thì giờ này đoàn tiếp tục đi những hộ tiếp theo vậy thì bước lên chân Cồn Châu Ma lần đầu tiên
thì một cái chảnh lòng khó tả chị. Thì đây là những cái hộ khó khăn, những người neo đơn mà nhóm anh em đồng đạo đã đi trước. Giờ này thì cái gì mình thấy bà con đồng đạo cũng rất là nhiệt tình, giúp người đó khó nhu mì quý vị ơi, dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay trong cái hoàn cảnh khó khăn. Được sự trợ giúp của đồng đạo tuy là một nắm tay đói bằng một gói khi no vậy, cùng chung tay với mạnh thường quân thì anh em cũng rất là nhiệt huyết để đi từ nhà quý vị. Nơi đây có rất nhiều ngôi nhà để anh em đi nhìn thấy vòng quanh đây nhà rất là nhiều luôn, bà con cũng rất là khổ khó vậy, cũng cần sự chung tay giúp đỡ của mạnh thường quân. Rồi chào, chào đồng đạo. Dạ giờ mình đi tiếp theo hả quý vị, hộ thứ hai môi đà Phật. Về hộ thứ hai quý vị được biết là bà bị tai biến, có đứa con bị tâm thần luôn quý vị. Ở nhà hoàn cảnh thì khó khăn, không có ai làm ra tiền, giờ này đồng đạo hỗ trợ hả quý vị. À, bị tai biến hả? Cái đi cái đây sau cậu tụt xuống cái bắt đầu cái dòng này đi không được. Dạ năm nay bà nãy nói nhiêu con quên rồi. 73. 73. Dạ. Dạ mọi người chồng. Dạ. Tráng niệm Phật nha bà, có niệm Phật không? Có. Ăn chay nha. Dạ. Năm 2000 mới chắc này. Dạ. Rồi dữ nha. Dạ mấy năm rồi. Rồi con xin phép đi nghe bà. Dạ. Lần nữa xin phép chị ơi. Bà. Dạ. Mô Di Đà Phật. Dạ. Cứ chồng cái gì? Ở nhà ai bà? Con gái dừng gửi mà con gái cũng bị tâm thần đó. Con gái bị tâm thần đâu dưới sàn á. Dạ, đó dưới sàn á. Để thôi con đi nghe bà. Dạ, dạ. Bữa nay con đại diện Mạnh Thường Quân rồi lại hỗ trợ. Dạ, cái gì? Dạ, một thằng cái gửi thêm 300 ngàn nữa nha. Gạo với mì với bập gia vị nghe bà. Dạ, dạ. Bây giờ bà chắp tay vô duyên nghĩa với con nha. Mơ như đà. Rồi, được rồi, cảm ơn bà nha, gán niệm Phật nha bà. Rồi. Dạ, mấy con xin phép mấy con đi nha bà. Gán nhớ niệm Phật bà. Bà cầm lên cho con mượn con chụp thế nha. Trời ơi, niệm Phật được nhiều tiền dữ ta. Ba được 200 luôn. Cầm giùm con nha bà cụ. Anh nặng nãy chồng có chụp chưa? Nói chụp ghế cho anh chồng. Bà cầm gì con không thấy rồi. Rồi. Tiếp theo đây là hộ thứ ba quý vị. Thì được biết chú bị bệnh tim, công việc cũng khó khăn, sống một mình hay gì quý vị. Đại diện Mạnh Thường Quân trong nhóm xin tặng ông phần quà, cộng cùng bà Út này gửi thêm hai chai dầu cho ông sức nha. Và ông gắng cố gắng vươn lên để có qua được hoàn cảnh khó khăn hiện tại. Và nàng gửi hai chai dầu cho ông Nam Mô Di Đà Phật. Không có niệm Phật không? Dạ cũng có, tối cũng cúng lại gì đó. Dạ. Tôi cũng có ít lời để tôi cũng cảm ơn nhà tâm nhà tài trợ với nhà mọi người cũng như thế đó để giúp đỡ cho gia đình tôi được no ấm và tôi rất cảm ơn. Dạ. Cảm ơn anh nhé. Dạ. Vừa nói gì nói đi. Dạ nói rồi đó. Nói rồi. Rồi nè. Nói rồi. Nói thì cưng. Xong rồi. Nhật đó hả? Nhật đó xuống xong luôn. Đâu vậy? Nâng trọng lên không? Dạ. Trời tâm hình với chú cái kìa. Dạ. Qua đây gì còn làm gì? Hả? Làm bún đi hái rau rồi đó. Bán. Rồi ngày có nhiêu? Ngày 7-8. Dạ. Có con cái gì không chú? Con cái có hai đứa mà nó đi làm sao nó đóng tối. Hai con đứa thì có chồng, có chồng rồi. Yeah. Ở này ông có bệnh hoạn gì không? Có bị có tim. Bị tim hả? À, tim mà cũng mệt ha. À, nắng chút nữa thì nó mệt. Bởi thuốc tim nó cầm chìa hoài vậy hả? Cái gì sao kìa? Ông cậu ơi, nhân viên điện thoại kêu cậu. Rồi, rồi, cảm ơn nghe, cảm ơn nghe. 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 Cảm ơn nghe.
nhặt đi trước đó. Tiếp tục thì nhóm đi lại đồng đạo hộ thứ tư nữa vậy. Được biết bà cũng lãng tay, không thấy đường, chỉ sống một mình thôi vậy, hoàn cảnh cũng rất là khó khăn. Sắp cầu nhé, sắp cầu các cầu mới. Vô gió á, cho vào chơi bỏ. Đó, mà thấy không? Đi cam à. Thấy không? Mắt mà cầm. Đố bà cái này bao nhiêu tiền? Ai biết đâu à. Không thấy đi con xài giùm cho. Chụp chụp được không? Chụp được 20 hả? 100 ngàn. Gì nha? Chia con 50 đi. Chia không à. Mà cậu ở với ai nhỉ? Dạ trời. Nó có mình hơn. Ủa cho lẽ bà lãng tay 100 mà. Dạ. 100. 50 tờ, 2 tờ 100. Anh này không có tiền này, cho anh lại anh tắm đi. Gì nha? Cho không? Gì cảm ơn. Cho tiền rồi con cảm ơn nó tới gì vậy? Con đi nha. Rồi đi. À, giờ này thì đoàn tiếp tục đi lại hộ thứ 5 nha quý vị. Trong cái khu còn Châu Hoa này thì có rất nhiều nhà. Đi hết đường này tới đường kia hoài gì. Phải lội bộ gần gần thôi à. Nguyên một cái xóm gì đó. Rất là khổ khó luôn. Anh em phải lội một khúc gì đó vậy. Vòng vòng xung quanh nơi đây rất là khổ khó. Dạ, chào cô. Anh em lội bộ gì đó vậy thì cho thấy cái tinh thần nhiệt huyết của đồng đạo với hoàn cảnh khó khăn thì cũng sẵn lòng đi giúp đỡ vậy. Cho quý vị Mạnh Thường Quân thì cũng ngoài nước thì cũng thấy được hoàn cảnh khổ khó của bà con ở Châu Ma, cho nên gửi tiền về để giúp đỡ thôi vậy. Đây là hộ thứ 5 ở vị cùng lên trên thôi vậy. Để xem qua hoàn cảnh. Lên hỏi đi. Lên hỏi đi. Ăn chay mấy chục năm rồi đó. Ăn chay tính bệnh tính nghỉ ăn chay nè. Dạ, nhớ lại lại thầy. Cái câu mà thầy nói là cái gì à? Đâu nhờ quả cho người hành đạo lúc quỳ nàng có sáu chí cùng căng á. Dạ. Thành ra ăn luôn. Nếu bình lòng dị quả cao thăng ha, chẳng chặt dạ bỏ lăng Phật thánh. Dị quả cao thăng. Chẳng chặt dạ bỏ lăng Phật thánh. Dạ. Thành ra phải dám ăn luôn. Ồ, quá quý rồi. Mạnh Thường Quân bữa trước là đi khảo sát, bữa nay tặng tới tặng cho anh phần quà đó nha. Nè nhớ niệm Phật nghe chú. Một bao gạo, một gạo với dạ. Mì dạ. Những nhu yếu phẩm ngày hôm nay dạ. Hai cây dầu đó chứ. Gián thu đắc đạo cứu cổ quyền dạ. Thật cho mày đồ gặp cảnh tiên dạ. Đến cảnh đến cho nó gặp quê đến. Mình gặp là rồi là không ấy, mình phải đến mới được. Niệm Phật đi. Dạ. Rồi để con đi. Mời cảm ơn chú luôn. À, mấy con xin phép mấy con đi luôn chú ơi. Dạ, nhớ niệm Phật chú ơi. Dạ. 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 Nhớ niệm Phật. Chú xin chào với em tấm thần nghe ông cụ. Dạ. Cho xin tiền nha. Dạ. Dạ. Ông niệm Phật cho con nghe đi. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Ba tí. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Rồi, có thiện căn sớm lại cửa thiện, câu niệm Phật chờ ngày công chủ. Sớm lại cửa thiện. Dạ, rồi chúc mọi người sức khỏe ha. Mời Đà Phật. Gắn nhớ niệm Phật ông cụ ơi. Dạ. Tại vì gian dữ lắm. Rồi, rồi, đi. Rồi, đi luôn chú hai ơi. Có người nhào nhầm tiện rồi. Hai người ơi, chở đẹp ơi. Chưa bà ăn nhật á. Thì đi phát những cái hộ này thì cũng có anh em khảo sát gọi vậy, nhưng cũng có trường hợp mà bắt lắc dĩ, anh em phải cho riêng. Giờ này mời quý vị cùng vào trong ha quý vị. Mấy gì? Dạ. Cảm ơn anh. Dạ, quý vị. Giữ em 50 nữa đi. Ông cụ ơi, bữa nay đồng của con á lại cái này là hữu duyên gặp ông ha. Dạ. Gửi cho ông 400 nghìn. Dạ. Ông bây giờ ông giao duyên niệm Phật với đồng con đi. Niệm chấp tay niệm Phật đi. Chắp tay lại. Ráng nhớ niệm Phật bác ơi. Niệm Phật ơi. Cái này là ông có duyên đó nghe, tại vì bữa đó
cho nên rồi. Con có biết. Rồi hai ông bà cụ khóc hết rồi. Dạ anh ngồi đi. Dạ. Dạ. Cho con mượn nha. Cô ráng nhớ niệm Phật nghe cô. Dạ. Rồi giờ này đoàn tiếp tục chở những món quà nữa vậy. Mỗi người xe nào cũng có quà chăng đi vòng quanh cái cồn Châu Ma. Rồi cái cồn này thì có rất nhiều nhà khổ khó gì ơi. Mình đi rồi mình mới trải nghiệm được cái sự khổ khó của bà con nơi đây. Cho nên bà con cũng đồng đạo rồi không ngại khó khăn quý vị để đi khảo sát từng nhà. Bây giờ này mời quý vị cùng đến với hộ thứ 6 ha quý vị. Những hộ này rất đặc biệt. Năm nay nhiêu tuổi rồi? Không biết luôn. Biết luôn, không nhớ tuổi luôn rồi. Đâu biết rồi. Ở đây với ai? Ở dưới miếng thì em mà nó mắc rồi cái đầu nấu cơm cho nó ăn, rồi đem cháo rồi ngủ. Ta biết niệm Phật không? Biết niệm Phật. Đi về sớm rồi. Ôi da Phật. Ôi Phật. Con là bà niệm Phật. Bà niệm Phật thường xuyên nghe. Dạ. Bữa nay đoàn con đại diện cho mạnh thường quân trong và ngoài nước gửi hỗ trợ cho bà một phần quà gồm 10 túi gạo thường quỳ với nhu yếu phẩm cho bà. Dạ có em đó gửi tiền mặt cho bà. Trăm. Dạ. Niệm Phật đi. Niệm Phật đi. Niệm Phật không? Niệm đi cô. Cái mô gì đâu. Dạ. Dạ con cảm ơn. Dạ. Để đoàn đi nha chị. Dạ. Dạ mấy con xin phép mấy con đi luôn cô ơi. Dạ nhá Niệm Phật cô ơi. Dạ hồi cô. À, giờ này thì đoàn tiếp tục quý vị đi lại hộ thứ 7. Những ngôi nhà thì trên cồn Câu Ma thì rất là nhiều quý vị. Gần nhà không à. Nhưng mà khổ khó thì cũng rất là nhiều luôn. Đó giờ này thì mình tiến đến hộ thứ 7 hả quý vị. Trên đây thì nhà sàn không quý vị ơi. Trời rất là nắng luôn. Nhiều khi có nhiều người phải ở dưới sàn để chống nắng thôi vậy. Mời quý vị cùng lên trên hả quý vị. Chú cũng đang bị bệnh gì vậy chú? Bệnh đủ thứ chứ chú, bà tử nó ăn uống không được, nó hành chú hoài. Dạ. Nhiều khi ăn chú nó hành ăn không được, mấy đại là chú không ăn hộp cơm nào chứ. Dạ dạ. Ăn bị bạ với uống nước thì sống không à. Dạ. Ăn cơm ăn không được. Ông ơi. Làm như dạ. Ông cụ ơi, dạ. Ăn bậy bạ là ăn cái gì chỉ con với. Ăn bánh cháy rồi vậy dạ. Đó. Dạ. Vô nước à, chú hợp vận trang nghiêm quá. Với cái chân này nó bị cái gai đụng nó bể nó gãy nè. Bể chè luôn rồi. Luôn mà ở con mình rồi ai nấu cơm chứ không? Thì tự mình nấu luôn. Có nhiều khi mà nó mệt cái mất gì mặt nằm cái nhịn không ăn luôn. Dạ. Bữa nay đoàn của con trở lại đại diện cho mạnh thường quân trong và ngoài nước. Dạ. Gửi cho ông một phần quà gồm 10 ký gạo với một mì với bọc nhu yếu phẩm thấy không? Dạ em gửi cho hai cây dầu cho. Dạ bên cạnh đó có em Nhật đi theo gửi tiền. Dạ kể chú 200 thì nhỉ. Dạ. Dạ. Rồi chụp hình luôn. Dạ. Niệm Phật. Dạ. Tay niệm Phật ghi duyên đi ông cậu ơi. Dạ nhớ niệm Phật nghe chú. Dạ dạ. Dạ. Cúng cúng cũng thường cúng thường bữa hai bữa. Dạ. Tối luôn mùng cũng nằm về niệm Phật. Dạ dạ. Dạ, dạ. Dạ qua đây ngồi cho con chịu. Ôi vậy hai bạn gì sốc. Ở đây có ai cho tiền không? Dạ không. Dạ. Lâu lâu mới lâu 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 mới có đòn thôi. Cái gì khi là cho gạo lại. Rồi nha. Dạ. Ông ơi gắng nhớ niệm Phật nghe. Nhớ niệm Phật nha. Dạ, con xin phép mấy con đi nghe chú. Dạ, dạ. Đang xe điện nha. Xe điện á. Xe không biết là để nữa con hỗ trợ cái phần đó coi, cái phần đó coi bên đó người ta cho xe gì. Tại hôm rồi con cũng có xin cho bên kia anh chiếc xe. Dạ, dạ. Dạ, rồi vậy mấy con xin phép mấy con đi nghe chú. Để nữa con nói Mỹ nữa có gì con liên hệ cho. À, giờ này tiếp tục mình đi lại hộ thứ 8 nha quý vị. Này có rất nhiều hộ cho nên đếm nhiều khi nó cũng sót quý vị thông cảm. Quý vị ta biết đâu chưa?
Con gái của anh nhận được sẵn vợ, vợ mình mất. Dạ. Trời đất. Dạ. Bữa nay đoàn của con đại diện cho mạnh thường quân trong và ngoài nước họ gửi cho chú một phần quà gồm một ký giả như thằng này, có một bọc như lưới phẩm nha. Dạ. Cảm ơn. Rất là quý lắm rồi. Dạ. Cô gửi cho chú chị dạ. Dạ. Gửi cho chú. Chú niệm Phật vui vui với con đi chú. Vậy với đội về tiếng thì biết niệm Phật không? Niệm Phật. Nam mô Di Đà Phật, niệm Nam mô Di Đà Phật. Dạ, mình gieo duyên với đội về tiếng Nam mô Di Đà Phật. Tay niệm Phật. Chắp tay. Niệm Phật. Dạ. Chú bị tin. Dạ. Em niệm lớn lên đây. Béo chắp tay mà còn không được. Tao béo mà kêu chắp tay. Đếm mấy con đi luôn. Đúng rồi. Đếm Phật trong tâm thôi cũng được đó. Rồi đi. Giống cường thấy người ta cạo tóc đầu chọc quá chạy lại cũng thấy chân mượn cái lượt. Tao mượn được. Thưa vị thì giờ này mình tiếp tục mình đi lại hộ thứ 9 rồi vị, vào những cái nơi len lỏi trong khu nhà ở cồn Châu Ma đó vị. Theo lời kêu gọi Đức Thầy cùng cả tiếng kêu gian ơi hỡi, hãy giúp cho cái đó mới nhầm đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Chính vì vậy cho nên Mạnh Thường Quân cùng với đồng đạo vậy cũng rất là nhiệt huyết để đi khảo sát những hoàn cảnh khó khăn và đến trao tặng tay luôn quý vị. Ở đây là hộ thứ 9 nghe quý vị. Nên nên dạ. Điện thoại lên chụp hình cho kênh nó ghế hình. Bà có điện thoại không bà? Dạ có. Nhà bà không có Tam Bảo nè, có chân dung Đức Thầy không hả? Dạ có Tam Bảo. Bảo chả nằm cô ở với ai vậy? Ở mình một. Mình nộp với cháu mà cháu đi gửi nè, cháu nhỏ xíu. Đó 4 tuổi. Bà có tin tưởng vào Đức Phật không? Dạ có. Dạ nhờ bà tin Đức Phật bữa nay mới có quà nè. Cái này của đồng đạo ở các nơi hùng với nhau gửi bà một phần quà. Cộng vào đó là có mấy anh em trong đoàn theo để gửi tặng tiền mặt bà nữa. Bà gắng cố gắng niệm Phật. Vì giảng xưa cho biết là niệm Phật có bốn thần linh thường thường ủng hộ bên mình hộ khang. Niệm Phật tật bệnh tiêu tan, ráng niệm Phật nha bà. Mấy cái người không có thấy đường mà hồi xưa nghe Đức Phật thuyết pháp mà họ sáng mắt luôn á, gừng đó được gọi là gừng minh mục. Thành ra bà ráng niệm Phật đi. Mổ mà không mổ mà. Dạ. Ráng niệm là cái kêu mút á. Dạ. Mút mất á mà chích dưỡng cũng được. Dạ. Đang gửi luôn. Cảm ơn gì? Cảm ơn cô. Con hồi sáng giờ con đi nha, con nói chuyện khô cổ luôn mà không ai cho tiền con hết trơn. Bà nói mới có mấy câu cho bà rồi. Giờ gửi luôn rồi đó, giờ gửi tiền luôn rồi đó. Sao tặng bà đó. Cảm ơn cộng đi. Dạ. Niệm Phật cho duyên đi bà. Niệm Phật thì chắc ta niệm Phật đi bà, chắc ta niệm Phật. Nam mô Đà Phật. Nam mô gì Đà Phật. Nam mô gì Đà Phật định lớp à. Chắc ta niệm Phật mấy cự. Không cái ta biến. Dạ. Dạ. Rồi, cảm ơn cô mấy cái tay dạ. Không quẹt. Dạ. Dạ. Dạ, dạ, mấy cô, mấy cậu. Dạ. Dạ. Thôi sắp cái nhà mất bởi vậy đông quá sập nhà nghe cái gắt rồi nè hay cái là cắt nhà mới luôn bởi vậy cái gắt giờ ấy trơn cọ cái biết nấu ăn rồi nhìn chỗ trời luôn vậy đó hả đốt nấu ăn được cậu ơi sụp dưới đây trời mưa là lâu lần đây nó còn bà ơi dán nhớ niệm Phật trong lòng á bà đi bán số tôi cũng niệm Phật nữa dạ. Cô. Rồi thôi con đi. Bền lòng niệm Phật, Phật lo cho mình nha cô. Dạ. Dạ. Cảm ơn mấy cậu, mấy cô, mấy chú. Hôm nay đi vòng 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 vậy đó hả? Dạ, đi vòng vòng. Mà nhiều người nhờ gần gần với mình phát. Dạ.
của trời này nó hơi hoàn cảnh đặc biệt. Dạ. Yeah. Chú công an xã hả? Ờ, công an xã chắc là bạn ơi. Công an xã bởi vì biết đường trong đây ai khổ rồi đó. Biết. Dạ. Chú cũng gành. Dạ. Ai ơi. Rồi. Tạm đợi. Rồi giờ này đoàn cùng tiếp tục với hộ thứ 10 của chị cũng đang ở dưới sàn tại cái tà nắng luôn. Hết chưa bà, cái mục đó hết chưa? Chưa, mới ở nhà nè. Bây giờ nó có mục lỗ hoài mà nó không lành. Chị có tiểu đường không? Tiểu đường đó. Có mũ không? Bây giờ đi rửa vết thương thì người ta mới hết mũ rồi. Tay thì sưng hoài vậy đó, ít bữa xẹp. Ở đâu có cua này ăn vậy? Cũng người ta cho, ta kêu ăn cho nó lòi thịt lên. Đó, đừng ăn cua, nó độc lắm, mình đang bị tiểu đường này, hạn chế ăn mấy cái đồ này. Ta kêu ăn cua với ăn tôm cho nó lòi thịt lên. Ăn tàu hủ nó lòi thịt dữ hả? Có một món ăn là nó mau lành lắm, bà chịu không ăn chị? Cái gì? Rau luộc. Hả? Bà chịu không? Dạ. Chịu đi rồi, nó coi chị. Cái món ăn này nó gồm có 6 vị. Bà biết không? Dạ. Giờ con nói nha. Dạ. Nhớ nha, gắng nhớ nha. Dạ. Dạ. Nam nè, Mô A Di Đà Phật. À, có 6 món đó ráng ăn dạ. Thì nó lành hả? Đầm giọng đi niệm. Nhớ niệm hoài. Dạ. Đủ bệnh hết trơn, nó lòi ruột, lòi gan nữa nè. Ruột có đâu lòi lắm mà. Giờ nhận nó mới vô nè. Cái gì á? Thôi ráng nhớ niệm Phật. Quá bệnh rồi. Dạ, thành ra là mình hạn chế ăn ba cái đồ này lại. Cho bây giờ cô đổi lại ăn rau hay là củ quả này nọ vậy đó. Dạ. Dạ. Nhận vô. Nó vô nè. Rồi vô rồi đó. Vô. Nó không vô nó mệt dữ lắm. Tại đầu đó mổ rồi không có để ý đó. Rồi cái bị nhiễm trùng cái nó lòi ra ngoài, mới ngoài luôn á, ngoài mà ngoài trong á. Rồi tới chừng nào phát hiện được là bây giờ nó ra lòi vô, ra nhét vô, ra nhét vô làm bị hoài vậy đó. Thôi bữa nay con với cùng đồng đạo đến đây là đại diện mạnh thường quân gửi bà một phần quà để ăn lấy thiểu. Và đồng thời đại diện cho tất cả đồng đạo trong đoàn và mạnh thường quân xin chúc sức khỏe bà. Mong rằng bài gán nhớ niệm Phật để Đức Phật gia hộ cho mình hết khổ. Gửi cho cô 200.000 thôi, gán nhớ niệm Phật cô ơi. Dạ, cảm ơn. Dạ. Thế còn không biết gì, căn quả cái nghiệp nó lớn dữ lắm. Nên thành ra giờ mình ráng niệm Phật đi. Dạ. Đâu bà niệm Phật cho con nghe coi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn bà nha. Niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp nha cô, nên thành ra là ráng nhớ niệm Phật. Dạ. Bây giờ không biết gì hết niệm Phật không mà. Niệm Phật lo cho mình nha. Dạ. Dạ thôi con đi phép con đi nha bà. Dạ nhớ niệm Phật nha bà. Dạ. Có ai chứ lại ăn nặng chế đồ đồ. Hai chụp cho Pha. Dạ. Nè Pha lại chụp đây đây anh với Mỹ coi ha. Chưa có cầm tiền bà cô cầm tiền lên đi. Thôi nhìn vô ấy nè. Ok. Dạ. Nghe con. Dạ. Dạ. À. Dạ. Thôi mình hạn chế, cô biết sao mình đang bệnh là cô phải hạn chế. Đây bà là. Rồi giờ đây mời quý vị cùng đồng hành với hộ thứ 11 nha quý vị. Những hoàn cảnh thì có hoàn cảnh khó khăn khác nhau. Mời quý vị cùng khảo sát nha quý vị. Nhà này ba người mà bệnh hết nguyên hết ba rồi. Bữa nay đoàn của con trở lại mạnh đại diện cho mạnh thường quân trong nhà ngoài nước rồi hỗ trợ cho bà với ông là một phần quà gồm có một cái gạo với một phần mì với một nhu yếu phẩm nha bà. Để bao gạo nó nằm xuống rồi nhỉ. Dạ, bên cạnh đó có em Nhật để hỗ trợ cho bà thêm tiền mặt nha. Dạ. Dạ. Rồi tiền đúng hơn nha. Dạ dạ. Bà ơi, bà có biết tiểu phẩm không bà? Biết chưa? Đâu, bà chấp tay lên niệm Phật nhận, cho con. Đây con cầm tiền cho bà niệm Phật con nghe. Mà hai ông bà ở với ai vậy mẹ? Cảm ơn bà nha. Con đi chúc sức khỏe ông bà nha. Cho con gửi 2 cây dầu. Dạ. Rồi ông bà đến niệm Phật nha. Con đi. Cũng làm đâu con niệm đó. Rồi mời quý vị đi tiếp hộ thứ 12. Đây những cái hộ gần không hả quý vị? Nguyên một cái xóm vậy đó. Hoàn cảnh rất là khổ khó luôn.
mở cái gì lên trên cái gì. Ông là đạo Phật giáo Hòa Hảo. Dạ. Dạ. Có ăn chay kỳ hay chay trường gì không ông? Chay kỳ. Tháng 4 ngày nha. Dạ, chay 4 bữa là quy tắc. Thỉnh thoảng là niệm Phật không? Có. Dạ. Bữa nay nghe ông hai người ở địa phương giới thiệu hoàn cảnh ông khó khăn trong cái xóm này vậy đó. Được. Rồi mấy đồng đạo ở trong đoàn trên 10 người đến đây trước là thăm. Sau đó là để đại diện Mạnh Thường Quân ở các nơi gửi tặng một phần quà ông dùng lấy thiểu với bà con nha. Xin tặng ông thêm 2 chai dầu nữa. Ông gác cố gắng giữ sức khỏe. Cuộc sống của mình nó khổ rồi, nhưng mà khổ về mặt vật chất tinh thần phải mạnh. Mà để mạnh tinh thần là phải Nam Mô Di Đà Phật, mạnh lên tinh thần ông. Gắng cố gắng niệm Phật nha. Dạ, xin chúc sức khỏe ông. Nhờ hỏi ăn chay kỳ mới gửi ra, phải nói là không ăn ngày nào là không có tiền rồi đó. Dạ. Đi nha. Dạ, cảm ơn. Rồi tiếp tục là hộ thứ 13 quý vị. Hộ này thì cũng hoàn cảnh rất là khó khăn luôn. Tôi mời quý vị cùng lên trên ha quý vị. Có cái này chưa hả mấy anh? Có rồi, đủ rồi. Rồi, đây đây. Có cái này đủ cho anh rồi. Bà cụ ở đây với ai bà cụ? Có thằng Út ngoài giờ vợ sao đi tới khi mà. Ông đâu rồi bà? Ông mất rồi, ông mới ngồi vậy. Sao mà bà không cho ông ở với bà mà đuổi đi vậy? Ngồi đây hả? Để gì bỏ ông được. Rồi ông chết rồi hả? Dạ. Bệnh sao? Ông Covid thì đầu quá. Dạ, bị Covid chết. Bữa nay đoàn đến đây để thăm bà lần thứ 2. Dạ. Ông khảo sát một lần ha, nay lần thứ 2. Dạ. Rồi mấy bà con Mạnh Thường Quân biết được hoàn cảnh của bà khó khăn đó. Dạ. Thì ta mới gửi tiền mua gửi bà phần quà. Dạ. Thì lại bữa nay bà rất là vinh hạnh có một cái người đặc biệt đi theo đoàn nữa. Dạ. Cái người đó là đi đâu quải cặp kè kè, tưởng đâu bác sĩ mà ai về bệnh nhân không đem tiền theo cho đi không ạ. Dạ. Hôm nay bà bảy mấy hả? Dạ, bảy mấy ạ. Dạ. Ráng cố gắng niệm Phật nha bà. Dễ vậy, niệm Phật hoài chứ dễ gì. Dạ. Rồi, anh ông nào cho tiền, nói mà không cho bà la đó. Dạ, đó rồi, đi trong chú. Dạ. Dạ, dạ, niệm Phật rồi, rồi. Đi nha, bà ráng khỏe. Dạ. Dạ. Đưa rồi, đưa rồi. Dạ, 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 dạ. À, tiếp theo là hộ thứ 14 nè quý vị. Đi cũng tranh thủ ra trong ngày cho nó xong quý vị. Tao mua với 4 triệu bạc là dám cho tôi đó. Vậy đó hả? Dạ, cái nhà cái bên nè. Dạ, đâu chút chỉ qua bển xin cái coi. Ở đi ăn rồi phải nhờ mình coi nhà về mình mới cho. Dạ. Ở đó nhà thì nghiệp chị Tám buồn. Ở cái nhà bự hơn nhà con đó ông làng ơi. Ừ, bự mà hổ. Có kép sắt được không? Hả? Có kép sắt tủ được không? Chỉ coi coi có vàng không? Không có ly nào hết. Dạ, nó chơi vậy thôi. Bữa nay dạ, nghe ông cán bộ nói bà ở đây mặc dù nhà vậy nhưng mà bây giờ đang khổ lắm, không có tiền bạc gì hết á. Không có tiền, đến đi dạ, mà học cổ truyền là chăm cứu với uống thuốc mà không không có tiền, mà không có người nuôi luôn. Con bà đâu hết đi? Có hai thằng đi mà công ty hết, nghỉ thì không khổ. Dạ, khổ dữ dội. Khổ nằm mà khóc bằng đêm khóc thầm hoài. Dạ. Niệm dạ, cảm ơn Phật nói niệm chữ Di Đà. Dạ. Rồi anh nào có gì có tiền, có tiền luôn. Giờ mừng năm em cúng không niệm được. Rồi có tiền cho con luôn. Dạ, dạ cảm ơn. Dạ. Ôi, bà nói cái siêu mỏng đó người ta cho chứ phải bà nói bà mua là lần này gì hết trơn rồi. Hỏi hết đây rồi bà đó có cho đó. Dạ. Cho 14 triệu mà dám cho đó. Rồi chị chấp tay. Dám niệm Phật đi. Tập cái tên niệm dữ lắm. À, rồi sau khi mình chạy xe một đoạn đường quý vị cũng lên quanh ở vùng Cồn Châu Ma thì giờ này len lỏi tới căn nhà số 15 quý vị. Mời quý vị cùng lên trên để mình xem cái hoàn cảnh như thế nào hết quý vị. Để gạo dưới trước đi. Nằm luôn. Để đây bà. Chút nữa mình lên nhà giùm cho bà để bà ngồi không hỏi. Ai cô? Bà đây với ai? Có mình một rồi cô. Thế hả? Con mới bước thì ngủ. Con không lấy cho tiền nó thiếu thuốc bữa uống này kia nọ ăn mà ăn chị. Bây giờ con nói nè, bữa nay đoàn của con đại diện cho Mạnh Thường Quân
trong và ngoài nước gửi cho bà một phần quà gồm 10 kg gạo, phần mì với bọc gia vị nha. Dạ, cảm ơn. Hai chai dầu. Dạ. Rồi để Nhật gửi tặng thêm trong dạ, ngàn dạ. Mấy chú này kia hết trơn luôn nha. Dạ. Quả cũng mình bán cho 500 thì. Dạ. Rồi thôi được rồi, bây giờ bà chấp tay lên niệm Phật với đoạn con gia viên đi. Rồi, rồi, dạ, dạ, cảm ơn dạ. Mấy cô, mấy chú dạ, đem lên nhà cho anh dùm cái dạ, gì dạ, nha. Dạ, sức khỏe cô nghe cô. Dạ, 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 cảm ơn. À, giờ này tiếp tục hộ thứ 16 nha quý vị, thì nãy giờ cũng chạy xe cũng gần gần thôi mà ra cồn công an thì nhà rất là khích, bà con khổ cũng rất là nhiều luôn quý vị. Mời quý vị lên trên. Nói bà đó bảo thấy đường, tôi nói gì câu là cũng buồn chứ luôn, bà xuống nhà tôi nói vậy tôi giận rồi đó. Bà mấy chú mấy cô mới lại à? Dạ bữa nay con ghé bà nấu cơm ăn bữa coi nè. Dạ. Bà nấu cơm cho chú mấy cô ăn còn. Bà nấu mới ăn. Không được con, tôi mới được. Xèo quá, xèo. Không được, không mới được. Bữa nay mấy đồng nào chở lần thứ hai hứa với bà hổm là tặng bà phần quà. Dạ. Nghe nói là ở địa phương này người ta mới hỗ trợ cho bà được căn nhà mới, thành ra để chia cái niềm vui đó xin tặng bà thêm phần quà nữa nha bà. Được, được, cảm ơn. Dạ bây giờ là ngồi một chỗ có niệm Phật không nè. Cúng hồi 18 tới giờ chú. Dạ hả? Ngày cúng mấy lần? 3 lần. 6 giờ, dạ. 2 giờ. 6 giờ chiều nữa. Dạ. Dạ. Cậu niệm Phật ba tiếng mới ngồi bước ngang tội. Hồi đó bữa nay xương cá lắm xong gụng gan trơn cho nội. Sao gụng trơn hả? Ăn 14 dặm. Chứ ăn hoài không được. Ăn chay kỳ ha. Ăn chay kỳ. Ăn 9:30. Cúng ngày 3 buổi. Bà 8 mấy tuổi à hả? 88 mà. Bà tính toán bao lâu nữa bà nói con nghe con biết coi. Chú giấy tờ hoạt độ. Cổ quyền đỏ cho tôi. Dạ. Sống 100 tuổi. Bà vợ sống gì đâu khổ chết luôn sống hoài. Mà mạnh giỏi cúng Phật. Biết cái Phật thì có ẩn có nhân chiên. Có ăn món này là sống được 100 tuổi nè. Mạnh giỏi cúng Phật. Bà ơi. Dạ. Ăn 6 món này là sống được 100 tuổi nè bà ăn không? Con chỉ cho. Không. Ăn 6 món à? Không. Dễ ăn lắm. Không. Không nặng nợ chứ. Ăn không được. Không được. Dán lo niệm Phật. Đó, sao món đó. Sao món là mô với là Phật đó. Sao món là Nam Mô Quan Thế Âm Phật sáu chữ đó bà. Sáu chữ gì bà? Sáu tiền bà nè. Lúc nào có trăm tâm hết là được trăm tuổi. Cầm tiền vô ấy, mọi Nhật. Anh đang chờ. Cầm tiền vô, cầm tiền. Cầm tiền đấy, chưa bà. Cầm tiền vô, cầm tiền. Chưa bà. Mà không thấy đường gì hết, chụp cho coi hình coi. Rồi giờ này đoàn đi lại hộ thứ 17 quý vị. Nãy giờ thì quý vị chứng kiến những cái hoàn cảnh rất là khổ khó vậy. Nhìn cái hoàn cảnh này thì mình thấy rất là đau lòng. Khi những cái hoàn cảnh rất là neo đơn, khổ khó, sống một mình không quý vị. Cho nên giờ này mình lên thế hộ thứ 17 coi ra sao ha quý vị. Chị hả? Nói gì ạ? Bữa nay mấy đồng đạo trở lại đây nghe quý vị địa phương giới thiệu cô khổ khó lắm. Rồi được quý bà con ta hỗ trợ cho căn nhà ở. Rồi hàng ngày phải đi bán vé số sống. Nên quý mạnh thường quân thương tình quá mà gửi tặng cô phần quà cho cô. Cô dùng lấy thiệu với bà con. Gửi tặng thêm cô hai chai dầu nè. Bên kia. Với anh này anh bạn này gửi tặng thêm 100 ngàn. Dạ, cố gắng vươn lên thoát nghèo nha. Dạ. Rồi anh đi chụp hình không? Mời ba hai người đó đi. Hai người thôi ha. Này chắc thoát nghèo nổi rồi. Đưa ra anh người đang đi. Gái đi bán xuống tiếp. Có đứa con mà nó có chồng rồi. Dạ. Thôi con đi nha. Gắn khỏe nha con. Dạ. Dạ. Giờ này mình lại hộ thứ 18 vậy. Đây là những cái hộ mà được những cái vị đi khảo sát trước, đồng đạo đi khảo sát trước rồi đó quý vị. Cho nên rất là khổ khó luôn. Quý vị cùng lên trên ha quý vị. Căn nhà của ông không thể nào nằm trong cái danh sách mà bà con nghe được. Nghe
sự hỗ trợ của bà con nữa. Thành ra quý đồng đạo ở trong đoàn nghe theo đó mà hôm nay mới tặng quà. Có lẽ ra căn nhà này cũng không thể làm việc được trong cái chương trình này. Nên ông cũng không cảm giận nha. Dạ, rồi con đi. Cảm ơn chú nè. Cảm ơn chú rồi. Thế mấy con đi chú ơi. Đó, mình còn mặn năng, mình người ta cho tiền, mình xin người ta. Dạ. Cái đau có 200 dạ gì nè. Dạ. Người nuôi vậy người. Cảm ơn. Rồi tiếp tục mình đi lại hộ thứ 19 đó chị. Tại vì có rất nhiều hộ cho nên anh em phải tranh thủ vậy. Lớp đội bộ rồi đi xe nữa. Phải tranh thủ mới kịp trong cái ngày mình. Ở đây là cái nhà phải chung xuống sàn cái gì. Ở trên rất là nắng luôn. Cô ơi, bữa nay đoàn trở lại lần thứ hai, hứa với cô là tặng cô phần quà để chia sẻ cái khổ của cô đang bệnh đau đó. Dạ, xin đại diện tất cả đồng đạo ở gần xa chúc sức khỏe cô nha. Dạ, cố gắng niệm Phật. Dạ, có niệm Phật không? Niệm sao đó cô niệm con nghe thử coi. Dạ, cô biết niệm Phật nó có bao nhiêu cách niệm không? Bây giờ nói đơn giản, niệm Phật nó có hai cách. Một cách niệm thương, một cách niệm ghét. Niệm thương là như cô vừa niệm đó. Còn niệm ghét cũng niệm, mà niệm thế này nè: Nam Mô A Di Đà Phật. Cái bà nội cho quà bắt niệm Phật hoài là vậy là ghét đó cô. Rồi cô cứ niệm thương đừng niệm ghét thấy không. Rồi con đi. Cái này niệm mà có niệm thương ghét. Cảm ơn mấy chú. Đó thưa vị, thì chắc này đợi cái hộ thứ 20 nè. Len lỏi vào những cái ngôi nhà sàn đó chị. Giờ nắng thì ở dưới sàn gì không nè. Mọi gì vào trong để mình xem qua hoàn cảnh này hết chị. Dạ. Bữa nay biết được hoàn cảnh của bác khó khăn, thành ra đoàn đến đây đại diện cho Mạnh Thường Quân tặng phần quà nha. Dạ. Năm sắp xong hả chú? Dạ. Năm ngửa rồi hả? Chú ở nhà chú. Có bà vợ nghe nghe chị đó, chị nói bà vợ nó đi kiếm nãy giờ đó kiếm mình đó. Qua khổ khắc bệnh hoạn là kia nghèo. Kìa. Không ngồi dễ được hả? Trên nhà nóng quá trên đây. Khi được khi té. Khi được khi té. Xong rồi ngày lại đi cho tiền nè. Quay ơi ngầm ngửa lại ngầm ngửa lại đi. Cho chú 200 đi vậy. Dạ. Cho 100. Cảm ơn nhớ mẹ nghe. Ăn cái gì đâu, bụng bự quá. À, uống thuốc không mà. Dạ. Uống thuốc không mà. Uống bụng bự vậy hả? Uống nước, uống thuốc, tay đưa, chỉ đưa bớt chuyện thuốc. Dạ. Không đọc quá. Không bao nhiêu lắm. Không bao nhiêu lắm. Nằm đây làm gì niệm Phật đi chú ơi. Có máy kìa niệm Phật hoài à. Máy niệm. Bà muốn bán đại đoàn hay gì ạ? Máy niệm là người ta. Máy chia đi, bà xé ra. Không bao nhiêu lắm mà. Dạ, dạ. Rồi cảm ơn chú đi. Dạ, dạ. Rồi đi chú ơi, niệm Phật cho con nghe đi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đi Phật cầu trên mặt cổ của thầy độ con mạnh giỏi tay qua là nhắn khỏi. Khỏi. Chú niệm Nam mô A Di Đà Phật được rồi, sao chữ. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật được rồi. Nam mô. Cái ba có nhận chứng sâu đấy kìa. Dạ chú niệm vậy hoài đó. Nè, chú nằm ở đây không làm gì, mình nằm mình ráng nhớ niệm Phật la 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 la. Niệm Phật thêm nữa đoạn cái gì? Đó là sao? Mốt chứ được giải lại mua cá hoặc mua thuốc rồi. Chú lãi bắt về là có tiền nè. Chú lãi ra một hạt, chú nó Nam Mô Di Đà Phật. Và chú lãi đầy thúng rồi đó. Nó nổ thúng mà nó thành đầy thúng á. Mà cũng được không, cho hai cái bắp mình nhẽ ra lấy gì. Thôi. Đông lắm rồi, có hai trái sao đủ. Hai trái hả, mấy con xin phép mấy con. Người hai trái hả? Cảm ơn. Để nhớ niệm Phật. Người hai trái bắp. Rồi đến nhà kiếm. À, giờ này thì tiếp tục mình lại hộ 21 quý vị. À, giờ này thì quý vị thấy đoàn đi cũng khá là trưa rồi, cũng len lỏi vào những cái nơi ngôi nhà ở Cồn Châu Ma quý vị. À, đây là những cái hoàn cảnh rất là khó khăn luôn. Mời quý vị cùng lên trên để mình xem cái hộ thứ 21 này hả quý vị. Bà tin những trời Phật không? Tôi mà không niệm Phật tôi đâu có sống tới giờ. Vậy là bà niệm Phật dữ lắm ha. Bà năm nay được 80 chưa? Bà ở nhà. Anh lên hỏi bà ở nhà.
Dạ. Để bạn này nấu cơm cho bạn ăn mà. Dạ. Thôi, thôi bây giờ thì gửi phần quà cho bà rồi tụi con đi nha. Vậy bà nhìn chặt khỏe. Dạ. Đi chị. Dạ. Dạ, nhớ niệm Phật rồi. Dạ. Con xin chụp với bà tấm hình nha. Để mà đi lâu nước ngoài. Mai cho bà nha. Để cho mai giao viên niệm với mấy con vài tiếng rồi bà. Dạ. 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 Con thấy con đi luôn bà. Thôi tiếp tục mình đi lại căn nhà số 22 cái gì. Mình nên thấy chọn nhà rồi. Rất là nhỏ vậy. Con không biết sống với ai. Phải vậy. Lên trên coi cái gì. Nhà rất là nhỏ luôn. Ồ, cái nhà này rất là nhỏ nha. Đi sắp nhà chị. À, chồng con gì đâu? Rồi gửi tiền cho tôi vậy đi. Bán số sau này có đi bán. Dạ không, chung này. Dốt đâu rồi, có cho dầu chưa? Rồi rồi gửi đi. Đi bán số mà cho hay lãnh quà, không có đi bán. Để nhớ niệm Phật chị ơi. Chị đáng nhớ niệm Phật nha chị. Dạ, dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Thôi dạ, thôi đi. Thôi dạ. Thôi dạ. Quá lũ phủ rồi dữ à. Quá ở nhà cũng gọn. Chặt cái gì. Em đứng dậy để cao trên á. Về nè. À, giờ này tới nhà, nhà số 23 nghe quý vị. Nó thì bà ông bà ở nhà thì nó. Nó xong rồi mình bà đi thì nó có nhà đâu chứ. Rồi hôm nay chủ hộ đi bán cái số rồi không có nhà. Cho nên gửi đỡ tại nhà luôn ha quý vị. Gửi tiền cho. Dạ. À, thì vừa rồi có đi lễ hộ 24 mà không có nhà quý vị, cho nên gửi quà không có quay. Đây là hộ thứ 25 nè quý vị. Mình vào trong thấy quý vị. Lật ngược lại luôn quý vị, lật ngược lại. Đây rồi, đẩy vô đi, đẩy vô đi, thùng mày gì, đẩy thùng mày gì, đẩy thùng mày cũng để. Nè, gửi. Con sửa lại nghe chị. Gửi anh cho dù. Chị ở nhà chị. Chồng con gì đâu, chồng đâu. Chồng hồi lúc trước thì có đứa con đó. Rồi sao lại chấp nói với một người sao nữa, cái mình bị tai nạn gãy giò cái ta đi về nhà mẹ anh ta không? Dạ ngồi xuống đi chị. Rồi thôi giờ chị đi, hai lần không xong rồi. Hôm nay còn đại diện cho cô chú gửi cho chị 10kg gạo, thùng mì về như quý phẩm. Thì gửi 100.000 tiền mặt. Dạ, để nhớ niệm Phật nha chị. Dạ. Thì cũng dạ. Niệm Phật sống qua ngày chạy tới đầu tới. Dạ. Rồi thôi mấy em xin phép em đi nha. Cũng nhờ mấy anh với chú giúp đỡ là cũng cảm ơn. Dạ dạ. Cảm ơn. Cảm ơn. Cho giờ này mình tranh thủ tiếp tục để hộ 26 nha quý vị. Đi rất là gấp luôn nên không có thời gian quý vị ơi. Ở đây với ai chú? Ở mình một à. Dạ, giờ con cái mình đâu chú? Con nó ở ngoài thành phố. Dạ. Ở nhà mình là làm gì sống chú? Không làm gì đâu, vợ nó nuôi, vợ nó ở trong kia. Làm gì? Nó buôn bán cháo chút đỉnh lên cổng á, đưa cháu nội về, đưa cháu nó đi học. Chân mình bị gì vậy chú? Hồi đó bị gai cột sống, chú người người đâu có ấy về cái người lo. Ủa mình ngồi xuống bình thường nó không được hả chú hay sao chú? Ngồi bình thường thì không được, ngồi ấy bên mới được. Dạ. Chứ bình thường thì ngồi không được, ngồi gì nè. Dạ. Vậy đó. Dạ 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 dạ
Dạ giúp thằng hai cái chân nó bị dòng mà không gì ở đây tới giờ quay tới luôn sáng này nè, nó quẹt nè, lỗ dứt không mà nó đau khó. Dạ. Thôi được rồi, cứ ngồi bình thường đi. Dạ. Rồi thôi xin đại diện Mạnh Thường Quân gửi ông phần quà nha. Dạ dạ dạ. Cảm ơn. Dạ, dạ chú hai, thêm trăm nữa này nhỉ? 200 đi. Dạ 200 đi. Dạ. Dạ nhớ niệm Phật nghe chú. Niệm Phật chứ. Đây đây chú niệm Phật vài tiếng vậy gì với con vài tiếng cho con nghe chú. Dạ. 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 Chú mình nằm nghỉ đây ra mình ráng nhớ niệm Phật. Dạ. 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 Tối không trước khi ngủ niệm Phật. Dạ dạ dạ. Đọc rồi cúng tối chiều mình đọc rồi cúng sáng. Dạ có nhiều đó chú. Dạ. Ừ cứ ngủ không niệm Phật độ mình. Dạ dạ. Rồi sao mấy con thì phép mấy con đi luôn nghe chú. Dạ. Rồi để nhớ niệm Phật chú ơi. Dạ. Rồi cảm ơn chú. Dạ dạ. Dạ. Chú bác gì cô gì cảm ơn hết. Dạ dạ. Thưa vị thì giờ này thì còn chỉ có mấy hộ nữa là xong rồi đó vị. Đây là hộ 27 và 28 cái bên luôn quý vị. Còn những cái hộ hoàn cảnh khó khăn còn rất là nhiều nhưng mà đồng đạo phải đi khảo sát hết quý vị. Dạ. Có đâu mà không. Dạ. Xin lỗi đi cháu. Có chị giống không. Không vô như chú hai. Để đi chú 100 rồi. Hôm nay mấy con đại diện cô chú Mạnh Thường Quân gửi cho chú 10 kg gạo thùng mì và nhu yếu phẩm. Dạ 100 ngàn nha chú, ráng nhớ niệm Phật chú ơi. Gia duyên niệm Phật với mấy con vài tiếng ơi. Dạ. Chú niệm Phật gia duyên vài tiếng ơi chú. Nam mô A Di Đà Phật ơi. Tính kia bà với bà Úc tính dạ. Ráng ráng nhớ niệm Phật chú ơi. Dạ. Có được đứa con nào không cháu? Có ba đứa. Dạ. Rồi con nó không ở với mình ha. Có ở hai đứa, ở bên dạ. Ngoại đứa. Dạ. Gì nữa? Rồi bên đó họ mà ổng đi. Bà Úc ơi. Úc lên. Dạ, khỏi gửi tiền thôi đó nghe nhỉ. Dạ. Bên đây okay. Đi đâu rồi hả? Gửi tiền hai đi. Trời cũng quay luôn. Yeah. Mộ này khổ mà họ sát bữa đó mà giờ đi đâu nó tê bạn. Đi xin nhiều quá. Đi bán vé số. Ai ai nha. Hết ham rồi. Đâu mà cái này. Nam mô A Di Đà Phật thầy. Để ngủ ngang chân à. Này bên đây chắc dân bệnh thì không? Bệnh, chắc bệnh. Yeah. Ủa chú không bên đây cũng bị bệnh đó chú nhà này á. Này là vậy hả? Bị bệnh động kinh nè. Thấy nhà cửa đâu mà tùm lum tùm la giờ. Nhà này không có người gì đâu. Nhậu cũng uống nằm rồi để đường á, ngủ luôn vậy đó. Rồi tôi xếp cái con đi nghe chú. Bây giờ sao vậy? Rồi giờ này mình đi lại hộ 29 nha quý vị. Hộ cũng rất là khó khăn và không câm người điếc nữa gì đâu quý vị. Lấy gạo gạo. Vào trong rồi còn một hộ cuối cùng nữa quý vị. Cũng có thêm một hộ phát sinh nữa gì để hồi mình đi thôi sao nha quý vị. Chạy quá. Chạy quá. Rồi, nó mới được phải. Đúng rồi. Nói không được. Vậy hả? Nghe được. Ủa kìa cậu cổ đây với ai hả chị? Cổ đây vậy hả? Cổ đây ai với ai? Dạ. Cổ này với ai? Ở mình nên. Dạ quá trời. Cổ cổ đâu thấy đeo vàng nhiều quá chừng nè. Nè cô ráng nhớ điện Phật nha. Nam mô A Di Đà Phật gì đó. Dạ. Ủa rồi cậu ở với ai chị? Có thằng trai mà nó cũng bị câm đó, bà xanh ra đó thì bà sợ người ta tiếp xúc rồi này kia bắt con hay gì đó, bà giữ mà không có cho tiếp xúc đó, biết mua tiền à, dễ có tiền á, ôi túi tiền nhiều quá vậy, bắt ba tầm về nhiều về má ba tầm, dạ, ở đây miễn có từ thiện này kia người ta cũng cho bà, biết mua đồ ăn biết, cảm ơn, cảm ơn đó. Câm luôn, con cũng câm luôn. Chia
Rồi cảm ơn luôn đây. Dạ, vậy là biết nghe, đáng nhớ Đà Phật nghe con. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ, hôm nay con gửi đại diện cho nhóm gửi cho cô 10 ký gạo thùng mì thực phẩm. Với 200 ngàn. Các bạn không biết đâu, để giờ mở số nha nha. Quên. Nó quen dẫn họ đó. Rồi mấy con sẽ phép mấy con đi nha. Dạ. Dạ, ở con mình nộp hả, nhà cửa gì đó mà tùm lum tùm lá che dễ. Nè, nấu cái gì vậy? Nấu cơm. Cơm nữa. Chương cơm mà. Chàng ké bữa cơm ấy. Biết nghe. Nghe nhưng mà nói không được. Bình thường á, thường người ta bị cái đó bình thường không nghe luôn mà sao lại nghe ngộ nha. Không nghe, bà hiểu chưa? Ồ, một mình uống 3-4 ca nước luôn. Cho này đi. Bổ gì đâu mà vàng neo đỏ tay cho nước uống 3-4 ca. Nay nãy giờ đi kiếm con nước cao không có được nè. Cái hộ này chị bệnh nghe vậy? Bệnh nghe 6-500. Vậy hả? Cô bệnh hả? Sáng học bật đèn lên không? Cô bị bệnh dữ hả? Ồ. Uống thuốc nam không à, rồi tới ấy ta đi. Cái này ta khá bệnh gì cô? Hồi đó mình khối u có cái mình uống thuốc nam không mà cái giặt cái nó bể nó làm vậy nè. Vậy đó ha. Dạ, mời cô hiểm mình đi làm bệnh viện. Dạ. Rồi, thì chuyện con đi. Cho cháu Hùng vô 100. Rồi. Rồi chúc cô những khỏe, nhớ gán niệm Phật cho nó qua cái bệnh tật ơi. Niệm Phật bệnh tật tiêu tan mà. Dạ. Rồi, rồi cảm ơn chị. Có hành đau nhất gì không? Nhất cỡ hổm nhất nóng lạnh lắm. Cái này hấp nhất hay nữa. Rồi có chị gửi em cho cô Linh cả đời. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Dạ. Yeah. Thôi đọc rồi. Rồi đây là hộ cuối cùng nha quý vị. Ở trên cùng châu ma. Bây giờ này thì sáng giờ đi len lỏi vào những ngôi nhà rất là đông. Đó là nhà ngà cuối cùng. Đâu mà nhiều với nít nhóc lóc chút không ạ? Chút chút không ạ? Là bốn là đứa con lứa à? Hỏi chị mấy đứa đệ tử rồi chị? Trời ơi, 7 người. Có gì nhiêu tuổi mà 7 đứa con như vậy? 35. Trời ơi, bộ mới mười mấy tuổi có gia đình nè hả? Sao mà gì có 35 tuổi, 7 đứa con. Trời ơi, đã rồi. Vậy đây đứa này đứa nhỏ nhất. Trời ơi, nhỏ đó hả? Hồi nãy giờ không thấy dình dỏng nữa chứ. Còn 2 đứa lớn nữa hả? Thế vậy? Dạ, em xã thôi chị, em xã là mình trong xã đó rồi. Đâu rồi, mấy đứa nhỏ tập trung vô hết coi. Trời ơi cái nè. Đâu rồi mấy đứa nhỏ xếp hàng lại coi. Xếp hàng lại coi. Trời ơi cái này. Xuống đàng hoàng đi rồi chú kể tiền của kẹo ăn. Sao mà có một lứa một à? Lớn nhất đâu. Lớn nhất nhà anh chị gà. Vậy hả? Đứa nào kế đâu? Trời ơi vậy hả? Rồi đứa nào kế nữa đâu? Quá rồi. Rồi 35 tuổi mà 7 đứa con. Trời ơi, cái gì đâu mà nó mua cái gì đâu. Đây mấy con niệm Phật đi chú cho tiền mua kẹo ăn nè, chắp tay mấy đứa chắp tay. Lớn lên coi. Lớn chú nghe coi, nó mua cái gì đâu Phật. À, giỏi quá, gì đâu mà trời ơi, gì đâu, tới 7 đứa con. Còn đứa trên giỏng nữa kìa. Còn đứa nhỏ nhất là trên giỏng nữa nè. Tại vậy. Còn đứa lớn trốn trong nhà hay về. Con chị gà mất cỡ, mất cỡ. Tại vậy. Đây, gửi cho chị. Nó 35 tuổi, 7 người con nó vậy.
còn chút 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 không à. Còn đứa lớn nữa. Nè, cho tiền mấy đứa mua kẹo nha. Mấy đứa ngoan ráng niệm Phật đi, chú qua cho tiền này kẹo mua kẹo ra nha. Rồi. Quá rồi. Hôm nay có Nhật theo là chúng mánh rồi. Đó vậy. Chú ơi chú còn hỏi chú. Đấy cho. Mới có 3 năm tuổi rồi mà tới 7 đứa con. 7 năm lắm. Rồi thôi mấy em xin phép em đi nghe chị. Rồi. Nhớ mặt con ơi chú đi nha. Rồi chào mấy đứa con. Bye bye. Rồi ơi. Hai đứa mà mấy đứa con. Rồi chào mấy đứa gì đâu mà mới có 35 tuổi rồi 7 đứa con môi rồi nó nghe nè trời. Thôi vậy thì đây là cái hộ cuối cùng cô mới có 35 tuổi thôi vậy mà 7 đứa con, con lứa một à. Nhìn lên nha, cho em đứa em trở về bển đi rồi nhìn lên ăn chưa. Trời ơi ăn cả là hai anh lớn hả, hai bự vậy vậy có đi học hành gì không à, gì hả à, chị hả chị chạy xe qua đây ăn cơm thôi nè Tú ơi, cho em đứa đi được không. Vậy à, cái mặt mất đứa mà ngoại còn cho. Không dám sanh thêm nữa hả? Đâu có đón đâu. Ta gán sanh thêm 5 đứa đủ đậu bóng rồi. Cho em bé áo xanh này đi. Thì theo chú đi bỏ chứ cho bánh kẹo. Ừ, cho bánh kẹo nhóc hết trơn luôn. Ừ. Quá rồi. Đầy đồ đó không? Ờ, như cái này. Đó, thưa quý vị thì giờ này thì đoàn nhóm từ thiện trên Hòa Hảo cùng đồng đạo Mạnh Thường Quân ở vòng xa gì trong nước ngoài nước để hỗ trợ từng nhà, thì đây là hộ cuối cùng gồm 7 đứa con mà 35 tuổi vậy đồng lớn trên lại có mấy tuổi thôi. Hộ rất là khó khăn. Dạ giờ này thì Tâm cũng xin cảm ơn quý vị cũng nhiệt tình theo dõi vậy cùng đồng hành với đồng đạo khảo sát thực tế những ngôi nhà khổ khó ở trên cồn Châu Ma. Đến đây thì Tâm xin kết thúc video vậy, chúc quý vị Mạnh Thường Quân cũng như đồng đạo nhiều sức khỏe, luôn luôn an lạc và thành công trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật.